Bộ phim Linh Đan Diệu Dược Không Bằng. Tập 5. Ê, lão đại, sao huynh ở đây? Ăn quýt không? Lão đại, hôm qua thật sự không phải là ta cố ý xem trộm. Ta là muốn nhắc nhở huynh. Ta đã đi tuần xong trên phố rồi. Không ngờ còn có niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ? Hoảng sợ thì có. Huynh thế này là có phúc mà không biết hưởng. Đại tiểu thư có gì không tốt? Dáng người, tướng mạo, gia thế đều xứng đôi vừa lứa với huynh. Hơn nữa còn luôn yêu huynh sâu đậm. Đây là vận may hiếm có. Ta nói rồi, ta không hề có tình cảm nam nữ với Oanh Oanh. Sao đệ cũng theo đó gây chuyện lung tung? Đúng là mùi ấy rất tốt, nhưng không phải là người mà ta muốn tìm. Nè, rốt cuộc Y Hoa đại phu tốt ở đâu, có thể khiến cho huynh si mê như vậy? So với sự yếu ớt của hoa hồng, ta càng chung tình với sự thẳng thắn của trầu bà. Vì sao muội chuẩn bị nhiều túi dược thế? Hơn nữa phương thuốc trong mỗi túi đều giống nhau. Sao huynh biết đồ đựng trong túi giống nhau? Ngửi ra được. Ngửi ra. Ba chỉ trần bì, hai chỉ hoắc hương, sa nhân, gừng khô, mỗi loại 1,5 chỉ. Mùi xem, ta nói đúng không? Mũi nhạy phết đấy. Ở huyện Tường Vân sợ là không ai theo kịp. Thật sao? Ừ. Nếu chúng ta bán những túi thuốc này với giá 20 văn tiền, vậy có phải chúng ta có thể cải thiện đồ ăn rồi không? Nghĩ gì vậy? Tặng kèm chữa bệnh từ thiện, không lấy một văn. Y Hoa đại phu của chúng ta đúng là lương y, sao có thể thua tên Lan Niên đó chứ? Ai cũng như nghiện, chạy đến La Dân Y Quán. Hơn nữa tiền khám đắt muốn chết. Vừa rồi huynh nói cái gì? Nghiện? Ừ. Ê, ở đâu đây? Muội đang tìm gì vậy? Đây, y y. Hả? Ừ. An thần. Không đúng. Từ những bệnh nhân mà huynh gặp được đó, lại đến Vương Đại Thúc, đều đã chứng thực sự thật nhiều lần đến La Anh Niên xin khám. Nhưng ta đã xem đi xem lại toàn bộ sách mà phụ thân để lại, đều không tìm thấy có bất kỳ chứng bệnh hoặc là bệnh trong nào có thể khiến cho người bệnh nghiện khám bệnh. Chuyện này, thế gian vạn sự vạn vật có điều kỳ lạ nào mà không có? Có thể là anh Niên thật sự đã dùng phương pháp kỳ lạ nào đó, nhưng thiên hạ lớn như vậy, chắc chắn có người nắm được cái đuôi hồ ly của nó.
Mời Linh Tê công tử dừng bước. Thịt dê làm ấm, loại bỏ hàn, cẩu kỷ tử bổ khí sinh tinh. Linh Tê công tử chỉ là vì đảo lộn ngày đêm dẫn đến thận hư tổn. Chú ý đồ ăn cộng thêm nghỉ ngơi đầy đủ là được, không cần dùng thuốc. Mời qua bên này. Chuyện này, Lai sư à, hôm nay ngài bước ra khỏi cửa Tuyết Sinh Các, ngài coi như đến uống rượu, nghe một khúc ca. Chuyện thận này, thận hư thì đừng có nói nữa. Một chút tấm lòng, cầm lấy đi, cầm lấy đi. Đa tạ, đa tạ. Ngươi lại tới đây làm gì? Tiểu Dược Đồng, người tới tìm ta à? Phải. Đều nói Lai sư thích cá cược. Ta muốn cược một ván với Lai sư. Lai sư, ngài đừng để ý tới hắn. Tên này không có ý gì tốt. Lần trước hắn còn nói hạ độc bán hạ cho ta bị câm. Ăn nhầm bán hạ, càng lượng lớn mới có thể gây bị câm. Nếu dùng không lâu, nghiền nát gừng thành nước, uống xuống là được, không cần lo lắng. Không biết Vân công tử đến là muốn cược gì với La Mũ? Ta muốn cược với La Y Sư. Danh sách kê đơn của La Dân Dược Quán của người. Danh sách kê đơn là bí mật riêng tư của mỗi bệnh nhân, sao có thể tùy ý cho người khác được? Tiểu Dược Đầu, ván này cược lớn quá rồi, cậu không theo nổi đâu. Cái gì ta cũng có thể cược. Mời Vân công tử. Mời. Không biết sợ hổ. Nhường rồi. Nhanh, Y Hoa đại phu, Y Hoa đại phu, xảy ra chuyện rồi. Y Hoa đại phu, chuyện gì vậy? Cầm lấy giúp ta, cô mau đi xem đi. Ai cho các ngươi lấy? Bỏ xuống. Bỏ xuống cho ta. Y Hoa đại phu còn chưa biết phải không? Tiểu Dược Đầu nhà các cô đã thua căn nhà cũ này cho ta rồi. Giờ đây toàn bộ đồ trong y quán đều thuộc về La Mổ ta rồi. Bỏ xuống cho ta. Ai cho các ngươi lấy? Sao hả? Chẳng lẽ Y Hoa đại phu thua muốn nuốt lời? Ngài đợi đó đi. Các ngươi nhìn cho kỹ cho ta.
Người sở hữu khế ước là ta. Mà hắn, một tiểu dược đồng nhỏ nhoi, dựa vào đâu làm chủ thay ta? Là y sư trước khi mở ván cược, lẽ nào không xem trước tiền đặt cược có tính không sao? Lời Y Hoa đại phu nói có lý, là tại hạ đã đường đột. Cho nên các ngươi còn không mau rời khỏi nhà của ta. Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng trước khi đi vẫn phải đòi đồ với vị tiểu huynh đệ này. Cái gì? Dừng tay! Ngài muốn làm gì? Trước khi hắn đến tìm ta cược, từng tự tay lập giấy sinh tử. Nếu hắn không có quyền với căn nhà này, thì dùng hai tay của mình là tiền cược. Giờ đây chơi thì phải chịu. Ta tới lấy tiền cược của ta, không quá đáng chứ? Ta muốn nói chuyện với Vân Quy. Qua đây. Tốt nhất là huynh giải thích rõ ràng cho ta. Ta chỉ muốn giúp muội thắng được danh sách kê đơn của La Anh Niên, xem rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì. Là ai cho huynh, là ai cho huynh tự tin khiến cho huynh cảm thấy huynh có thể thắng cược tên cáo già La Anh Niên đó, còn dám ký giấy sinh tử? Huynh chê thời gian sống của bản thân dài quá sao, phải không? Ta tưởng ta có thể thắng cược vì muội từng nói với ta, nói về khứu giác, huyện Vân Tường không có ai có thể địch lại ta, cho nên ta trong lúc mơ hồ đã đồng ý yêu cầu của hắn. Có lẽ là kiếp trước ta đã nợ huynh. Huynh là heo à? Trời khô dễ cháy, cẩn thận củi lửa. Trời khô dễ cháy, cẩn thận củi lửa. Ủa, đây không phải là Y Hoa đại phu sao? Làm phiền, đặt mổ phòng. Hôm nay vừa hay, phòng chữ địa, phòng chữ nhân đều đã đầy khách rồi. Chỉ còn lại phòng chữ thiên, còn một phòng phú quý. Phòng chữ thiên này thì cô cũng biết, về phí thì được rồi, lập tức đi lấy chìa khóa cho cô. Ngân lượng thì ta có, nhưng căn phòng này ta không ở nữa. Trời ơi, ta đã nói rồi, ta không muốn gặp huynh. Có thể đừng theo ta được không? Ta không đi theo muội, ta chỉ đi cùng đường với muội.
Từ nhỏ ta chưa từng rời khỏi y quán nửa bước. Tâm huyết của ta và cha đều ở hết trong y quán. Giờ thì mất hết rồi. Huynh muốn ta phải làm sao? Ta xin lỗi. Đợi đã, huynh ở lại đây đi, khỏi chết cống ở bên ngoài. Không sao, ta ở bên ngoài bảo vệ là được. Ta bảo huynh ở thì ở đi, sao lắm lời thế? Ở đây. Huynh cầm lấy y phục của huynh, tránh xa ta ra một chút. Nhìn cái gì mà nhìn? Mùi hung dữ với ta như vậy, thật ra là đang quan tâm ta phải không? Huynh bớt tự mình đa tình. Ta là sợ bên ngoài lạnh quá, huynh chết cống ở bên ngoài ta không biết phải ăn nói thế nào. Mùi chính là đang quan tâm ta. Không có. Nhưng ta còn gây thêm phiền phức cho mùi, xin lỗi. Bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. La Anh Niên con người thâm hiểm, chính là giỏi đối phó với đồ ngốc tuổi trẻ khí vượng như huynh. Muội ngủ thêm lát nữa đi. Ta đi thêm củi. Mùi gì vậy? Cháy rồi kìa. Nhanh, nhanh dập lửa. Đứng im. Ra tay nặng vậy, có phải mùi cố ý báo thù ta không? Ở trong lòng huynh ta là người ghi thù vậy sao? Không không, mùi trong lòng ta là đáng yêu nhất. Ôi. Lửa tắt rồi phải không? Vừa rồi mùi không bị ngã trúng chứ? Huynh nói thử xem. Bình thường mũi còn nhạy hơn chó, hôm nay sao thế? Vừa rồi sắp cháy đến người cũng không phát hiện ra được.
Hình như ta thật sự mất đi khứu giác rồi. Là sao? Ta chỉ nhớ lúc ta thi đấu, hình như bị thứ gì đó châm vào, liền mất đi khứu giác. Nè, không chỉ khứu giác, vừa rồi lúc ta ngã, rõ ràng ta nhớ có hòn đá đã đập vào lưng ta, nhưng mà ta chẳng thấy đau chút nào. Muội, muội làm gì? Muội im. Muội, muội, trời, đừng nói chuyện. Tìm thấy rồi, hả? Đây là nguyên nhân huynh mất đi ngũ giác. Thật ngại quá, ta nhặt giúp ngài. Không ngờ hắn lại gian xảo như vậy. Là anh Niên đã động tay chân với cây kim này, dùng độc tố làm tê liệt kinh mạch toàn thân của huynh, khiến cho huynh mất đi giác quan, khiến cho huynh mất đi tri giác nên có. Muội nói là cây kim này có độc. Ta không chắc chắn. Hiện giờ không có cách có thể chứng minh cây kim này là của La Anh Niên. Cho nên dù tìm hắn tính sổ, chúng ta cũng không có chứng cứ. Rõ ràng là hắn tính kế mà. Cho dù là tính kế, cũng là tự huynh tìm tới. Ta sai rồi. Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Muội, muội không ngủ, ta cũng không ngủ. Lần này Phương Bổ Đầu tới có thể giúp được gì? Ăn gió nằm sương ở miếu hoang, rốt cuộc cũng không phải là kế sách lâu dài. Không bằng muội theo ta về Phương Trạch đi. Chí ít trong nhà còn có thể ăn được món ăn nóng hổi. Ừ. Năm đó cha ta từng cứu huynh một mạng, ở biệt viện mấy ngày, cũng không tính là ở không Phương gia. Đương nhiên Phương Trạch vẫn còn mấy phòng khách, chỉ cần muội muốn, ở bao lâu cũng không phải vấn đề. Vậy thì thật là tốt quá rồi, ta còn tưởng bọn ta sẽ làm phiền Phương Bổ Đầu. Các người. Ừ. đương nhiên sẽ không phiền.
Hoan nghênh còn không kịp. Nếu đã như vậy, vậy Vân Quy cảm ơn Phương Bổ Đầu trước. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát đi. Làm phiền rồi. Cảm ơn. Phim trường Trừng Hạnh. Ừ, quả nhiên quýt càng xấu ăn càng ngon. Vì sao? Vì nó biết bản thân nó xấu, nó phải lấy lòng ở vị giác. Bằng không sẽ bị quả quýt khác ghét bỏ. Cái này chính là cùng đạo lý với người xấu, cần đọc nhiều sách. Ừ, nhưng hễ là người biết chữ, có thể thua Lan Niên sao? Đừng nóng, tỷ tỷ đã mang bản vẽ minh họa cho ngươi rồi, quay về nghiên cứu cẩn thận. Ngươi nói xem, ngươi phải đọc nhiều vào. Ngươi không giống như thiên ca ca nhà bọn ta, huynh có thể dựa vào mặt kiếm cơm. Tuổi còn trẻ mà đã mù rồi. Ha ha ha.